Hello cả nhà. Hôm nay là lễ Hiền Mẫu, thì ở Mỹ là gọi là Mother's Day. Thì hôm nay cũng là lễ ngày sinh nhật 1 tuổi của cháu của Steven, tên là Andy, thằng bé nhỏ nhỏ thường chơi với Steven với mấy chú của nó bên nhà, thường bồng qua đây nhà chơi á. Thì hôm nay cũng là sinh nhật của bé, rồi cũng là lễ Hiền Mẫu luôn. Thì gia đình sẽ chọn làm sinh nhật và ngày lễ Hiền Mẫu cùng một ngày ở một nhà một người em trai thứ năm. Rồi một tí nữa gia đình Steven sẽ lái xe vào đó chơi. Thì nhà của Andy cũng gần kế bên, khoảng chừng 5 phút lái thôi. Thì gia đình mình sẽ mời qua đây lái xe qua đó chơi, tham gia sinh nhật và chúc lễ Hiền Mẫu. Thì cô chú và anh chị theo chân Steven để tham gia lễ sinh nhật và lễ Hiền Mẫu luôn nhé. Thì cũng nhân dịp lễ Hiền Mẫu này, Steven xin gửi lời chúc một ngày lễ Hiền Mẫu thật vui vẻ, hạnh phúc đến tất cả gia đình và gia đình của mình. Thì nhà bên kia sau hè, phía sau này nè, nhà bên đó là nhà của em của Steven, còn cái nhà bên này là nhà của Steven nè, chơi bên kia là nhà người em, hai nhà cái kế bên. Thường thường Andy cũng qua đây để chơi với gia đình của Steven thôi. Thì bữa nay gia đình mình sẽ lái xe qua nhà của Andy để chúc sinh nhật 1 tuổi. Thì để theo chân, để theo chân cho gia đình của Steven qua đó chơi nha. Ok. Đông người vậy, đi trong luôn à? Đi xe ai vậy? Người Tony, người Ly. Xe kia. Kia chứ, ta có người quen luôn. Ủa, cửa mở mà. Mở rồi, đây vô bên đây. Mở rồi, con muốn bây giờ qua đây. Mà nói, Happy Birthday đây, Thiên Kiều nhiều. Happy Birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Hello, hello. Happy birthday. Oh, gặm. Ủa sao bảo vậy? Giờ gặm mình sửa à? Để theo đội té không? Đi ra cắt cái áo. Trái mẹ. Nghỉ bố luôn đi. Mẹ đói. Mà cha để cái luôn. Cha để cái mận mà cha nói luôn. Đó là cây thực sinh mà không biết đó. Mình để cái hết. Mình nói coi cây đó. Không, cái mận á thì nó nằm ở ngoài chỗ đất ốc luôn chị rồi đó. Nhưng mà ngay cái đất ốc đó là nó rì khoai là nó không có chịu ra bông, nó không đủ lạnh, nó không được thôi. Nó có cái loại phân là chơi vô ăn đó. Yeah, just one more, just one more. Rồi xong rồi, tụi con em đi rồi, cha. Just wait a little bit, here. Mày cười đi, con cười đi, cười. Không sao đâu. Mấy ông già. Cười đi, con cười đi, cười. Rồi chơi đó, để mình bắt cho chơi mở. Tụi con ở bên này. Cái thằng của con nó cao cũng như thằng này năm nay cũng giòn, nó giòn nè. Cái cháu giòn. 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 Cái đầu cái sao không? Để em phải sạch lên vô. Giòn lắm, giòn vô. Hả? Cũng được. Mình đứng lên. Cũng đây một quá. Gia đình mà. Cái này là nước muối. Cái này là nước muối. Ủa? Nhớ cái gì bả hả? Cái này đựng nóng dữ nè. Cái này chứ ai một chủ. Được ai một chủ cho ông. Bởi vậy mới nói. Nè, có mấy ăn tàn thôi mà sao barbecue nè. Ông bỏ cái này, cái này. Để cái đó. Bỏ trong cái này. Cái
birthday nha, đúng không cha? Is it good? Hả? 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 Ủa cha với mẹ hát bất đề cháu không? Bất đề đi, đúng là cài đi, đúng đèn đi. Đúng đèn đi. Ừ. Về mắt, hát bất đề không có ông bà. Em đi. Đừng có, đừng có, đừng có, đừng có, đừng có. Đừng có, giỏi chưa, giỏi chưa. Đừng hỉnh mũi luôn á. Bất đề. Một giờ rưỡi rồi đó. Ăn sâu ấy đi, cha, cha, cha. Không không ông nội không ăn đâu, ông nội về bản, nội về bản. Đi vô đi chụp hình với cháu mẹ mất đề đi. Bất đề cái đi, bất đề cái đi. Ok, đúng rồi. Nó còn sắc hơn. Không ăn nè. Ok rồi nha, bắt đầu nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Andy. Happy birthday to you. Con nhà ba, con thổi cho anh này đi, con thổi cho anh này. Thổi. Bi thổi. Thổi. 1, 2, 3, thổi nha. Woo, woo. Chết anh được chụp trên trên bôi cái ta. Ủa mấy đứa cháu lại chụp chung với ông bà nội kìa. Chụp với bà nội nè. Lại chụp với ông bà nội đi. Ủa mình để máy được không ta Nguyên? Mình chụp hết chân ta. Mình để cái máy nào đó mình chụp hết hết chân luôn được không? Kìa cái bên đứng mấy đây lại chụp với ông bà nội con. Để em lôi cái này ra chút nha. Mẹ, đưa đưa. Chụp hình chung. Mẹ, lại chụp cái. Đứa nào dồn vô có nhìn thấy cái chỗ này không? Vô chụp chung mấy cái. Hồi nãy cái áo nó dán lên nhưng mà. Vô, không sao. Không. Xe đừng vô trước đi. Vô trước đi con. Vô vô, mọi người vô chụp hình cái đi. Không, em nghĩ là nguyên gia đình đi. Vô đi, chị chụp cho anh kìa, anh chị. Hai đứa cháu nội, ba cháu nội. Vô hết đi. Hai năm cháu ngoại, ok. Quýt lắc. Quýt lắc. Ô bà nội đâu rồi, nó lối đầu ra, lối đầu ra, bà nội luôn quá. Ồ, cháo nhiều quá. Chân chân lên lên là chân. Ok ok, dùng lên, dùng lên. Cháo đông quá, cháo đông quá. Dùng lên nha. Ồ, rồi đó. Rồi, ok. Rồi. Good. Chụp hình gia đình mình đi, vô 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 đi, ok ok em ơi, kìa dòng con dòng dòng nặng nặng dòng nặng dòng 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 không biết dòng thấy hết đâu biết được thấy thấy không xéo xéo chắc hết á thôi là xéo này xéo lại được dư dư anh dư lại dạ con xích ra hình như mẹ con che con tí rồi á hình xích ra thấy à dạ thấy không thấy hết đẹp lắm đẹp lắm đó che cái mình che cái mình được kìa anh xích vô thì anh phải lụm xuống tí là không cho cái là đỡ đúng rồi đó dư rồi dư rồi ok 1, 2, tắp nữa nha. 1, 2. Ồ, nó cũng biết nhìn kìa. Vô, vô. Để cái này, cái cây này nó coi chân. Ok, vô, để vô luôn. Sao coi chân vậy nè, muốn quay coi chân. Vô, 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 vô. Rồi chú không? 1, 2 Ok bình thường nó đủ ánh sáng thôi, nó không là flash. Nó không là flash à. Ừ. Cười cười gì cũng chơi được. Cái gì có đồ đó đặt đó không? Đây, yeah.
Dạ, tụi con ở đây lấy đồ ăn nha. Dạ, dạ. Kìa, bắt tay. Kìa, bắt tay. Đó, tụi con đây lấy cái đây, quay qua đây lấy luôn mà. Cười cái thôi bây giờ đi ăn đi nặng ăn đi. Nó nhìn chị ăn được vui. Nó nhìn hoài à. Ăn thủ lên được. Ồ co lấy dĩa ra luôn, nghe vũ lấy dĩa cho kịp đi. Cái gì dĩa sẵn nè, vô kìa, từ sớm đi, thích nào lấy nấy. Dám đi gì con về ta nói nhà mình đi sao mà mình đi khi nó lấy hai trăm rưỡi lẻ nha, mình làm gì lẻ cho mình nấu cho mình lẻ đây mà đất này đã không nó động bao nhiêu mà đứng lên động mình phía sau 6 feet à. Người gì cười 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 gì cười. Quen không? Mà em thua rồi, em đâu có được. Sợ, mất cỡ, được. Cho nên cả, bốn con về, bốn trai hai gái. Còn đứa em gái còn kia, còn đứa em gái kia trên gió. Dạ, này bạn của mình Kiệt với vợ chồng Kiệt với con trai. Thì quen. Wow, con này rất nhiều ghê à. Sướng cho mình nhiều à. Ở công ty mà bạn dễ hỏi tiền cuối tiền nào thì sơn kiểm sơn vậy nhìn biết là cuối xe luôn rồi mua dễ đi đâu rồi đi đâu đi đâu đó ăn đi ngon lắm ăn đi ngon lắm có chơi em kìa có chơi em đi chơi không gì vậy trời. Nó chua ngủ em cho nó ngủ không ngủ cái chơi đi chơi. Giờ mời không muốn ngủ vẫn ngủ. Giờ mời là cứ giọng kia giọng sướng lắm giọng năm đã chị lên cái gì cơ, cho nó ăn với. Trời ơi, hôm đó tôi cho bữa thì khỏi mua, tôi có ở đây bộ rồi. Cái gì? Cái này nó tự làm cái này nè. Mắc kìa, có bà kia bà làm hình như 8 đồng hình ấy gì. Ê, sao vậy? Thằng rồi. Mà này em tự làm, mà làm đâu đẹp như ta đâu. Lấy thêm đi. Ăn xong rồi bà con người nào nấy nằm la liệt vậy. Thôi con Bi chạy trốn. Nó không ra cái thì mình biết mình dễ. Sao đúng không? Ở dễ chồng á, nó mạnh lắm á. Dễ chồng. Chưa, sang vườn nhỏ xíu cũng trồng lá lá bình luận luôn. Hỏi là dễ chồng nhất các chị đào chị trồng cái gì để đó nó tự động lên. Ủa gắn điện làm gì vậy? Em có cái AC phía bên nó có nghe không? Có ớt này kia nữa nè. Ở hôm nay nó kinh bệnh đem về đó thì nó trồng nè. Đem qua nó trồng nó đâu có chăm sóc với ông nội đâu mà tươi tốt hôm kia nữa. Đây ông cái giá hàng. Sao em đi cầm về bắt ông đắng lên. No. Bà ăn đi lúc. Bên ra ngoài coi con bóng kia lên trên đúng không? Yeah.
Bye. Chị nói làm nhân khu à, bye đi. Mày cũng đi cái vòng cung cho hết vô hả? Nó không chịu về. Không chịu về. Không chịu về. Mày cũng đi cái vòng cung 3-4 căn nhà ai hết cho bên kia vậy? Ủa, khi mình nó cao, trời ơi, cháu khu nó cao. Giờ con thấy lần á. What's up? What's up? Không chịu về hả? What's up? Ba chỗ ba. Bye. 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 Mẹ muốn không? Không biết mẹ. Ôi, con làm mẹ thấy vậy bông. Yo, you step on his flowers, man. Man. They're good. His baby. Bye, bye, bye. Bánh kem nè. Đã bánh kem chưa? Chưa bánh kem nữa. Ăn nữa. Còn mấy kìa? Nó không mấy kem đi cho tụi kia. Mà đi trễ quá tụi nó gấp quá. Không có làm được. Ủa Long Quy nó càng lớn càng tông nha. Ngồi nó bay vô. Bánh da heo. Mì xe. Mì đây mà. Kỹ thuật quá hả? Bánh da lợn là cô Mì làm không? Nói cho. Thấy. Thấy nữa hả? Vâng, em làm nó chỗ ăn đi. Mẹ làm mà có 3-4 tuần ghê. Ngon lắm. Ơi. Yeah. Qua mẹ cho cắt bánh nè. What's up? Andy. Ok, qua cắt bánh đi. Okay, I'm coming. Come in. Happy birthday. Look, bánh cà bánh boy. Bánh cà bánh này. Đây, chụp hình. Oh. There's a camera. Oh. What? Oh. Nè, các bánh này. Where, where? Ôi trời ơi, con á. Hôm qua này đã thấy cái hình này nó quái quá trời. Nè, bánh cắt. Come on, man. Nè, cắt này đi, cắt này. Nè, cắt. Sorry. Thôi, cái này không chơi. Rồi. Bánh đã làm luôn. Rồi, nhét miệng luôn. Rồi, luôn. Đập vô mặt con đập. Ừ. Anh Dũng muốn vô. Đập mặt với giống thay bộ đồ nữa. Hai bộ. Khoái. Nó khoái mấy cái hình này. Rồi. Cắt miếng cho con chơi nha. Rồi. Chắc cha xin cái dĩa hay chắc. Có dĩa đâu, dĩa cho nó. Cho nó ăn dĩa đi. Ôi. Cười. Nó chơi lên chụp được miếng bánh cái khoái quá. Chụp được nè. Giờ giống coi. Cười ơi. Cười nhìn bỏ đây. Đây nào, cười nhìn bỏ, nhìn bỏ. Cười đi con, cười. Cười nhẹ ra ngay. Giỏi quá. Vỗ tay, giỏi. Bà nói là giỏi đi con, giỏi. Ok, ba ngủ nghỉ sao Andy? Andy, Daddy ngủ nghỉ sao con? Daddy ngủ nghỉ sao? Nhiều không? Nghe chung. Ngồi rất mắc. Oh, sure. Nhẹ quá, nhẹ bao. Smash the cake. Smash it. Oh, wow. Chết rồi.
Ê, gì nãy nhiều quá ơi. It's a smash cake. Nó buồn. Buồn trời ơi. Nhiều dối cái này nó. Đếm thẳng thờ ấy, nãy giờ mua thẳng thờ. Trời ơi, nó quá. Bánh gì? Bánh này nữa. Bánh thịt gì đó. Thôi bỏ này ra cho anh Kiệt cầm. Em để cái này để cho anh Kiệt. Cái này để cho anh Kiệt. Nó quậy lên, nó quậy lên cái bánh nó chép cho nó khoái lắm. Chị Hoa nè. Nè, Cường Nhi đang đây, Nhi đang đây. Cho nó ăn cho nó chấm. Không, anh chấm nước mắm ở nhà cũng được. Thôi coi nước mắm cho nó đi chung cái một con tôm lê của người ta chứ. Ok, bye bye. Con biết mày không biết con có Uber. Đây tới là kiểu uống say xỉn nè, vô tư. Đi đâu rồi? Chắc phải chảy qua này chịu khoai. Để kiếm gì chảy ra ta. No. Cái này cho cái gì? Đổ ra luôn. Ồ, có tiền cái bác sĩ đó hả? Nghe không? Sao ghê quá vậy? Khoan nha. Mặt trời để cái này vô nữa nè. Có làm leo đó hả? Lại lấy cái dĩa. Chắc là quay cho sơ. Lấy dĩa. He wants everything. Rồi, ok, lấy cái nào coi. Thả ngoài nè, thả ngoài nè. It's so sorry. Cho nó bò vô, tự động lấy. Ok, good. Để thương luôn rồi, để okay. Chọn cái gì. Để thương kìa. Ok, con chọn nào. Cái nào? Which one? Cầm cái kẹo kéo. Oh, làm lại cái tóc giống như ông nội vậy. Chưa biết đâu nó buông ra nó chỉ sợ cầm cái gì chắc. Vậy là bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi. Lấy giúp. Oh, giúp mấy. Cô giữ kéo vậy. Giúp cái đó thôi. Có gì nữa? Ghê vậy. Oh. Thật sự mình chảy vậy. Mình chảy ơi, con làm gì nhiều nghề quá vậy? Làm thợ nấu ăn làm gì trời. Sao? Giúp. Ok, cái nào? Giúp con đụng tiền đi con, đụng tiền. Biết là ngày đầu tiên là ngày cắt tóc rồi đó. Cắt tóc xong bắt đầu vô học đó, hết cái tóc xong mới đủ tiền là mua làm bác sĩ phải không? Cái này giờ nấu ăn phải không? Cái đó thợ làm bánh. Thợ làm bánh rồi. Bánh mì sợi. Đang suy nghĩ. Kéo rồi. Cắt tóc. Thì cắt tóc này mới biên ngày trước mà chắc làm bền hơn phải không? How about this one? Nè cái này, ô cái này tiền nữa nè, $100 nha. Được nè. Ngày này là ngày dentist nè. Ngày tiền không đó. Tiền không ạ. Cái này ít nhất là giáo sư bác sĩ gì nè. Ngày này là chắc làm neo rồi. Ô, có tương lai à, ngày này có tương lai à. Tương lai, có tương lai à. Tương lai rực rỡ nha. Ôm đó luôn con. Ok, which one? Cầm cái kéo, dục cái đó là dục cái cầm cái kéo à. Nãy giờ cứ cầm cái kéo đầu tiên à. Ngày dentist này có tương lai á. Ok. Con nhất quyết cầm cái kéo. Nào. Cũng ôm cái kéo à. Cái kéo ngày đầu đó mà. Không, cái kéo này là làm gì? Làm thợ mai. Thợ mai cái tóc. Cái tóc. No, làm design. Design nè. Yeah. That's it? Thích nhau không? Ok, thích rồi. Dentist. Thích làm dentist. Với design rồi cũng ấy vậy, hai cái luôn. Ok, thích làm dentist rồi, thích làm đi vô tay ra này. Ok, thích đâu không? Thích đâu không? Cười coi, thích nào thích không mà cười coi. Cười cái coi. Andy. Cười cái coi. Yeah. Cái gì cũng thích đó. Đó, thích là. Nãy giờ nó cầm cái gì, nãy giờ lâu là được cầm cái. Nó thích cái kéo với cái đồ mà làm răng á. Nó nhớ thích đi cho tay lên rồi. Đó, ok. Camera luôn ạ. Rồi. Cười nha răng coi. Nè. Nhìn nè. Cười nha răng nè. Nè, Andy. Cười nha răng ơi. Răng nha làm sao? Cười. Nha làm sao? Bác ba kêu cười kìa. Andy cười cái con, Andy. Cười coi, cười coi. Kêu nó cái nó cười à. Andy cười đi con. Cưng. Chết rồi, vậy chết rồi. Nghe. Andy.
Andy. Cười cười nha Đăng ơi, nha Đăng đẹp vậy. Andy, cười nha con, cười cho bà ba coi kìa. Nha Đăng đẹp vậy. Giòn chưa? Thôi vậy đủ rồi đó. Đủ rồi, đủ rồi. Ok, đủ rồi. Ok. Quyết chí nha. Bắt đầu ra học làm tóc trước xong rồi đầu ra làm nha sĩ nha. Trời. Let me get Andy for you guys. Guys, whoa, what's that? Yeah. Ok, let's go. Đi chơi đi chị nha. Bye, 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 bye,